Sắp lấy chồng tới nơi rồi, chị biết chơi không? Có mã gửi tôi tới đó. Cô ơi, cái tình diệt bất quốc hình dám ra sao, cô còn chưa biết. Làm sao bà con thấy được chứ? Hắn mời con du ngoạn Linh Sơn, lúc đó sẽ gặp ngay thôi. Lên núi xem cảnh mặt trời mọc, ngắm cảnh tiên ở trong mây. Vậy con đi, suốt ngày ở trong đường qua gì, nhìn núi giả em chết luôn rồi đó. Bây giờ được đi về phụ quan. Chừng nào lên đường tạm thời quan nhắc tới, còn phải đáp ứng ba điều kiện của ta. Phụ quan nói đi, con đồng ý. Điều thứ nhất, lúc đi con không được mặc trang phục của một công chúa, phải dạy dàng làm thường dân. Phải dạy dàng làm thường dân. Như vậy thì vui lắm, con đồng ý. Trương công công sẽ dạy dàng làm cha của con, cùng con lên đường. Ngay cả một sợi râu cũng không có, làm sao làm cha con được chứ? Công chúa, tôi là một thái giám nên không có chút râu nào. Nhưng mà nếu như muốn có thêm mấy cọng râu thì đó cũng không phải là chuyện khó. Bà 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 bà